Chào tất cả mọi người, hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều loại cước và giá thành khác nhau. Tuy nhiên thì để sử dụng loại cước và phân biệt được cái loại cước đúng chính hãng thì anh em cùng tham khảo trong video này nhé. Trên thị trường cước cầu lông hiện nay thì sẽ phân ra rất là nhiều loại cước chính hãng là 1, là 2, là 3. Thì một số anh em mua cước ở trên mạng trang Lazada và Shopee với giá mấy chục nghìn thì báo là shop mình tại sao lại giá cước cao thế. Qua đây thì mình cũng muốn làm một cái video để so sánh các cước chính hãng so với là cái cước trên mạng nhé. Mình sẽ test về cái âm thanh cũng như là lực càng, lực kêu đứt của loại cước này. Đối với dòng cước chính hãng thì càng ở mức 10.5 thôi thì mọi người cũng đã nghe cái âm thanh nó rất là chuẩn theo như cái thông số của cước để là. Và để có thể biết được cái cước fake được kêu đứt ở mức bao nhiêu thì mình sẽ làm một cái video test lực kêu đứt của dòng cước là 2 là 3 này. Như vậy thì cước của bạn này mua trên Shopee 28.000 thì được kéo được ở mức 13.69 kg. Ở sau này thì mình sẽ test cái cước loại 1 chính hãng sẽ được kéo được ở mức bao nhiêu kg. Cước chính hãng này sẽ được kéo được ở mức 18.9 kg nha mọi người. Tiền nào của nấy, mỗi dòng cước sẽ có mỗi thông số kỹ thuật và tính trợ lực khác nhau, thì anh em chơi quen về dòng cước nào thì sẽ chọn cho mình phù hợp nhé. Yeah, and I think I got one.